Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình 10 phút cảnh báo được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, từ đầu năm cho đến nay, giá bán các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực vẫn tiếp đà tăng cao, nhờ đó sản lượng các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản đều có mức tăng trưởng khá. Xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đã đạt hơn 19,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên thì trong tháng 4, sản xuất nông lâm thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi khi mà hiện tượng El Nino gây nắng nóng trên diện rộng. Vì vậy, để duy trì đà tăng trưởng, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh các địa phương và đặc biệt là các tỉnh thành ven biển cần phải chủ động ứng phó với thiên tai, đặc biệt là diễn biến khô hạn, xâm nhập mặn. Từ đầu năm, sản xuất nông nghiệp chịu tác động của biến đổi khí hậu, điển hình là khô hạn, xâm nhập mặn. Nhờ chủ động ứng phó nên không bị ảnh hưởng nhiều ở vụ đông xuân, nhưng những tác động trên khả năng kéo dài làm ảnh hưởng tới vụ hè thu. Dự báo giữa tháng 5 vẫn còn đợt hạn mặn, tuy nhiên nhẹ hơn so với tháng 4. Trên cơ sở tổng kết đánh giá dự báo như vậy, ngành nông nghiệp sẽ hạn chế được những thiệt hại do biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa đá, dông lốc. Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức giao ban để phân tích và có những giải pháp kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất tác động của biến đổi khí hậu, điển hình xâm nhập mặn, mưa đá, dông lốc, từ đó duy trì được đà tăng trưởng của quý 2 cũng như là quý 3 để cuối năm tăng tốc về đích. Tìm ra cây trồng có thể đưa vào sản xuất trên nền canh tác lúa trong điều kiện hạn mặn là một trong những chương trình nghiên cứu mang tính thiết thực của các nhà khoa học thuộc Trường Nông nghiệp Đại học Cần Thơ, được sự hỗ trợ từ chương trình tài trợ hợp tác chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững giữa Việt Nam, Úc thông qua Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế ASEA. Thay vì người dân vùng đất nhiễm mặn bỏ đất trống vào mùa khô như trước kia, thì nay khi mà thực hiện dự án này, cây ngô, củ dền, dưa hấu đã sinh trưởng tốt, đặc biệt thu hoạch từ củ dền cao gấp 10 lần so với trồng lúa vào mùa khô với nhiều rủi ro từ xâm nhập mặn. Hạn mặn đã khiến cho 1.400 hecta lúa vụ 3 của tỉnh Sóc Trăng mất mùa vì xâm nhập mặn. Còn đối với những cánh đồng mẫu lớn của ấp Lợi Hưng chỉ còn trơ gốc rạ, xâm nhập mặn khiến cho từng tấc đất trở nên khô hạn. Tưởng chừng như không có loại cây trồng nào có thể tồn tại qua mùa khô. Nhưng củ dền đã sinh trưởng mạnh mẽ ở vùng đất nhiễm mặn này. Đem xuống đây không biết cái đặc tính của nó có chịu không, có chịu cái vùng đất của mình hay không. Mà trồng bây giờ nó cho cái củ gì là mình cũng là đạt cái ước mơ của mình dữ lắm. Rất là mong muốn để chúng ta có thể hợp tác với nhau cùng để phát triển những mô hình thích ứng với cái biến đổi khí hậu mà đang xảy ra. Mà chú thấy là nó có rất nhiều cái hiện tượng khác lạ so với từ trước giờ chú sống ở đây. Ông Trần Kim Son ở huyện Long Phú, Sóc Trăng là người nông dân đầu tiên tham gia vào dự án đa dạng cây trồng trên nền đất lúa nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long do Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế ASEA tài trợ, viết tắt là FOCUS. Ông Son là người đồng bào dân tộc Khmer cần cù và chịu khó. Ông đã đồng hành cùng với dự án FOCUS suốt 3 mùa hạn mặn. Năm nay giá lúa tăng cao đột biến, người nông dân trong ấp vẫn cố gắng trồng lúa vụ 3. Nhưng ông Son thì vẫn giữ quan điểm trồng củ dền, bởi thu hoạch củ dền sẽ lãi gấp 10 lần so với trồng lúa. Mỗi một lần trồng là 500 mét vậy đó cũng được 2 tấn củ dền. Mỗi một ký vậy cũng được là 10 ngàn. Là nếu chúng ta có thể canh tác được như vậy thì thị trường nó sẽ đến sau. Thì trong cái dự án thì chúng tôi cũng có nghiên cứu một cái tiềm năng cái thị trường cho những cái đối tượng cây trồng mới. Đây là vụ đầu tiên nông hộ Bùi Văn Tuấn ở ấp Lợi Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú, Sóc Trăng trồng thử nghiệm củ dền. Ông Tuấn hy vọng chỉ sau 70 ngày chờ đợi, ông có thể thu được 30 triệu đồng củ dền từ mảnh ruộng này. Mùa khô năm tới đây, mô hình trồng củ dền của ông Tuấn sẽ được tổ hợp tác của ấp trồng thử nghiệm cùng với các cây trồng khác như dưa hấu, bắp, cây họ đậu để tăng nguồn thu nhập, thích ứng với hạn mặn ngày càng gay gắt tại đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù thời tiết năm nay hạn hán cực đoan, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt tại các tỉnh duyên hải Nam Bộ, song tại Cần Thơ, nguồn nước tưới cho các cánh đồng lúa không bị hạn mặn đe dọa. Tuy nhiên, để ứng phó với lâu dài với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng nhanh và khó lường, nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang áp dụng quy trình canh tác lúa tiết kiệm nước. Ruộng lúa 30 ngày tuổi này được ông Võ Bé Em áp dụng quy trình tưới ngập khô xen kẽ. Thay vì luôn để ruộng lúa ngập nước, thì giờ đây, nông dân sẽ theo dõi mực nước trong ruộng để biết khi nào cần thiết đưa nước vào ruộng. Tưới ngập khô xen kẽ vừa tiết kiệm nước, vừa phù hợp với quá trình sinh trưởng của cây lúa, giúp thúc đẩy tăng năng suất, giảm đổ ngã, sâu bệnh, tiết kiệm chi phí. Khi áp dụng cái ngập khô xen kẽ này thì tôi thấy là cây lúa vẫn phát triển bình thường. Rồi so với trước kia thì nó
có lợi chứ nó không có cái gì, nó tại vì nó hạn chế được nhiều vấn đề đó là công rồi bơm rồi dầu. Tham gia dự án trồng lúa tiết kiệm nước, các hộ nông dân cũng được hỗ trợ lắp đặt máy cảm biến theo dõi mực nước trên ruộng, kết nối với điện thoại giúp họ giảm thời gian chăm sóc, giảm công bơm tưới và giảm lượng nước đưa vào ruộng, nhưng cây lúa vẫn phát triển tốt hơn. Ngày xưa mà không có gắn thiết bị á, bơm nước ra thầm đồng á, thấy nước khô mới đường bơm lên. Còn bây giờ biết có máy gắn thiết bị câu đo mực nước á, thì lúc mà 50 á, thì nó đủ, còn mà dưới 15 á, thì phải bơm nước vào thêm. Áp dụng từ hiệu quả của phương pháp canh tác lúa tiết kiệm nước trong các vụ lúa trước đây, tại nhiều địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn của Cần Thơ, cán bộ khuyến nông vẫn tích cực tập huấn cho nông dân. Tại huyện Cờ Đỏ, hiện 91% diện tích lúa hẻ thu đã áp dụng quy trình tưới ngập khô xen kẽ. Dạ, khi mình quản lý theo cái ngập khô xen kẽ như vậy thì cây lúa của mình nó sẽ cứng tra cáp hơn, nó không có hạn chế được cái tình trạng đổ ngã và nó thất thoát sau cái thu hoạch. Như vậy thì nó làm gia tăng được cái chất lượng của cái lúa gạo của mình. Đầu tiên là tiết kiệm được cái chi phí bơm nước, thứ hai là nông dân sẽ điều tiết được cái biết được cái sinh trưởng của cây lúa để mà điều tiết nước cho nó hợp lý và không có lãng phí cái lượng nước. Với cái điều kiện biến đổi khí hậu như bây giờ thì cái việc tưới tiết kiệm nước là cái điều rất là quan trọng đối với nông dân sản xuất lúa, không chỉ riêng của thành phố Cần Thơ mà cả đồng bằng sông Cửu Long. Canh tác lúa theo quy trình tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm lượng nước nhưng không làm giảm năng suất lúa, giúp giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông dân. Về lâu dài, quy trình canh tác lúa tiết kiệm nước giúp nông dân chủ động hơn trong bối cảnh thiếu nước kéo dài trong mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, tình hình biến đổi khí hậu dẫn đến nắng nóng, khô hạn, thiếu nước mỗi năm thì ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Do đó, để có thể giải bài toán thiếu nước sản xuất vào mùa khô hạn, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã đầu tư áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trên các loại cây trồng, qua đó thu được những hiệu quả nhất định. Vùng đất Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc vốn khan hiếm nước vào mùa khô, nên từ năm 2020, ông Nguyễn Văn Phúc đã đầu tư 1.300 bếp tưới nhỏ giọt cho 2 hectare nhãn xuồng cơm vàng của mình. Chi phí đầu tư ban đầu khoảng 85 triệu đồng, nhưng sau đó ông Phúc chỉ mất 2 tiếng để tưới cho cây, thay vì cả ngày như trước đây. Không chỉ giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm công mà hệ thống này còn có thể kết hợp bón phân, bón thuốc giúp cây phát triển ổn định. Lắp cái dàn bếp tiết kiệm nước thì nói chung là cũng nhờ dàn bếp nó tiết kiệm nước thì đủ nước tưới cho cái vườn mình. Thì thứ hai nữa là tiết kiệm được cái nhân công tưới, mình không phải cầm vòi tưới mà tưới tự động. Mà rồi thứ hai nữa là bỏ phân nó nhanh tan, sẽ giảm bớt đi sự bốc hơi của phân. Khi thời tiết khô hạn kéo dài khiến nguồn nước tưới thiếu hụt, thì việc áp dụng hệ thống tưới bếp tự động cho vườn thanh long 2 hectare của gia đình ông Trần Văn Hiền ở ấp 1 xã Bưng Giềng, huyện Xuyên Mộc phát huy hiệu quả rõ rệt. Khi bắt đầu xuống xong cái là làm cái này luôn để tưới luôn. Thì lại khác là nó để cho mình được cái công, là mấy công việc của mình thì mình đi làm việc khác được. Ví dụ vậy, mình đi cắt tàn cắt tung á, mình thả nó ra thì mình cứ đi cắt tàn hoặc là mình đi nhổ cỏ ở trong cái gốc của nó ra. Hiện nay có hơn 18.100 ha, chiếm hơn 24,3% tổng diện tích cây trồng của tỉnh có nhu cầu tưới đã được nông dân đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm. Việc áp dụng hệ thống này có thể tiết kiệm được 1/3 lượng nước tưới, 80% công tưới và 30-40% nhiên liệu. Năng suất cây trồng cũng tăng gấp 2 lần so với tưới tràn theo phương pháp truyền thống. Nếu như mà càng ít nước thì mình càng tưới nhỏ giọt thì nó hay hơn. Tại vì trong cái thời gian mà khi mà nước nó kéo ra nó dài, mình chạy 2 tiếng đồng hồ thì nó hấp thụ được nhiều hơn là mình tưới sao quá là nó kiệm được nước. Đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây trồng là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó với hạn hán, biến đổi khí hậu. Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung hỗ trợ, khuyến khích nông dân đầu tư các mô hình phun tưới tự động phù hợp với từng loại cây trồng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 10 phút cảnh báo ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.